Thưa quý vị, tại chợ Đồng Xuân, không khó để tìm mua những chai mật ong có giá chỉ từ 35.000 đồng đến 45.000 đồng, được quảng cáo là 100% mật ong tự nhiên. Tuy nhiên, khi nhóm phóng viên chương trình Thực phẩm sạch hay bẩn liên hệ với đơn vị phân phối, đại diện công ty khẳng định mật ong loại này đã bị pha. Vậy đâu là nguồn gốc thực sự của những chai mật ong giá rẻ này? Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Thực phẩm sạch hay bẩn để tìm câu trả lời. Bán mật ong đâu không cô? Thế mật ong rẻ tiền thôi, bán tiền. Vâng, vâng. Làm thịt nướng. 40.000 một chai. 40.000. Loại nào bác? Một chai thôi. Giá mỗi chai mật ong chúng tôi mua được là 35.000 đồng cho 600ml, tương đương khoảng 60.000 đồng một lít. Trong khi đó, tại website của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển ong, giá mỗi lít mật ong dao động từ 300 đến 360.000 đồng. Với số tiền như vậy, nếu lựa chọn loại mật giá rẻ, người mua có thể mua được 6 lít. Tuy nhiên, đi kèm với mức giá rẻ không ngờ là việc không đảm bảo về chất lượng của loại mật này. Lít mật này là 100% đường đúng không? 400.000 lít mật ong mà không ăn cái đấy. Đấy nó là đường canh nên à, thế ạ? À? Mật ong thì nó ra. Tại vì em thấy nó cũng đóng gói bao bì chứ. À, thế ạ? À? Và để kiểm chứng chất lượng của loại mật ong siêu rẻ nhưng được cam kết là 100% tự nhiên, chúng tôi đã liên lạc với đại lý chuyên phân phối sản phẩm. Cho em hỏi đây có phải công ty Đồng Tâm không nhỉ? Đúng rồi. Giờ em muốn nhập mật ong bên mình ấy, mà nhập thùng khoảng 3 thùng ấy thì giá một chai khoảng bao nhiêu nhỉ? Vâng, một thùng giá 28.000 một chai. 28.000 một chai ạ, à? Vâng. Một thùng 15 chai tổng một chai. Sao ơi, mật ong mình giá bình rẻ đấy. Bạn ơi, đây là mật ong pha chế. Vâng. Thế là có nghĩa mật ong này của mình là mật ong đã bị pha rồi đúng không? Vâng. Em thấy trên in bao bì là có ghi là thành phần là 100% mật ong tự nhiên hay là như nào ấy nhở? Cái này mình không để ý lắm bạn ơi. Tuy nhiên, khi chúng tôi trao đổi với đơn vị sản xuất thì đại diện của công ty lại khẳng định không có chuyện mật ong bị pha. Giá rẻ là do nguồn gốc làm ra mật. Là cho hỏi đấy có phải công ty ong Việt đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Dạ vâng ạ, em đang muốn hỏi là em muốn nhập mật ong của mình số lượng lớn đấy, khoảng 3 thùng ấy, thì giá như nào anh nhỉ? Khoảng 2-3 nghìn sao rẻ đấy anh? Mật ong keo mà em, chắc là nó không tốt lắm. Thế mà công đóng gói của mình nữa mà mình có chỉ bán 2-3 nghìn cũng rẻ nhỉ? Mình đồng nhập có 17-18 nghìn một cân rồi mà em. Mật ong keo mà đại diện công ty ong Việt nhắc tới chính là mật ong hoa keo. Theo đó, ong được nuôi trong các rừng keo, hút phấn hoa và lấy mật từ các nách lá của cây keo. Mật ong hoa keo đặc sánh và dễ dàng kết tinh. Tuy nhiên, do cây keo được trồng nhiều ở Quảng Ngãi và Tây Nguyên, nên khu vực phía Bắc không sẵn loại mật này. Nếu công ty muốn sản xuất thì phải nhập mật từ hai địa phương nói trên. Cái mật keo là lấy được do ong, lấy được mật ong từ cây keo. Cây keo là keo lai, mà hiện nay là nước ta phát triển cây keo lai rất nhiều, cái diện tích đến khoảng độ 700-800.000 hecta. Keo là nó có đặc điểm là mật thì màu bắt đầu mới thu hoạch thì màu rất sáng. Thế nhưng mà cái nhược điểm nó là màu chuyển thành màu tối rất nhanh. Nhưng nếu đúng là mật keo thì cỡ vào khoảng độ trên dưới 100.000 một kg mật keo mà ở nội địa thì tôi cho là cái giá có lẽ hợp lý hơn. Như vậy, có thể hiểu mỗi chai mật ong keo có giá 35.000 đồng mà chúng tôi mua được chắc chắn không phải là mật ong nguyên chất.
tuy nhiên, như thế cũng chưa khẳng định được những lít mật ong có giá cao ngất ngường là mật ong nguyên chất. Những chai mật ong giá rẻ theo chia sẻ của những người bán hàng có kinh nghiệm, thực chất là hỗn hợp của đường nấu chảy. Nhưng liệu những chai mật ong được gắn mác là mật ong rừng có thực sự nguyên chất, xứng đáng với mức giá tiền triệu mỗi lít? Mời quý vị theo dõi chương trình tiếp theo để tìm câu trả lời. Để tạo ra được 1 kg mật ong thì người ta cần khoảng độ 500 gram, bay trong khoảng cái quãng đường, tức là khoảng độ 120.000 cây số, viếng thăm 4 triệu bông hoa trong thời gian 1 tháng thì mới tạo ra được 1 kg mật ong. Đến đây có thể khẳng định mật ong giá rẻ không thể là mật ong nguyên chất. Đây là mật ong đã bị pha trộn bởi nước, đường và các phụ gia khác. Mật ong càng rẻ thì tỷ lệ pha trộn càng cao. Vậy làm thế nào để phân biệt mật ong nguyên chất và mật ong pha? Hiện nay, nhiều người truyền tay nhau phương pháp pha mật ong với nước để kiểm tra độ tan hoặc cho mật ong vào tủ lạnh để kiểm tra độ đông đặc của mật. Tuy nhiên, theo chuyên gia, những cách phân biệt này hoàn toàn chỉ mang tính tương đối, không có cơ sở khoa học để kết luận chất lượng mật ong. Thế thì trước đây chúng ta có cái kinh nghiệm dân gian ấy, ví dụ như là dùng giỏ một giọt mật ong trên cái cốc, hay là cho một mật ong vào trong một tờ giấy để đốt, nhưng thực ra không phải. Cái ấy chỉ là một yếu tố là nói về thủy phân. Và để biết được mật ong thật hay mật ong giả thì hiện nay người ta cỡ hiện thế giới dùng mà khoảng độ 15 đến 16 chỉ tiêu để kiểm tra phân tích cái mật ong thật và mật ong giả. Về mặt bản chất khoa học ấy, thì cái delta C13 carbon ở trong mật ong, cái hiệu số này nó khoảng độ từ -23.5% cho đến -27.5%. Nếu như cái hiệu số này nó nằm ngoài phạm vi này thì khả năng đó là mật ong bị giả. Thế cái cũng chưa đủ. Bây giờ họ phân tích thêm những cái chỉ tiêu khác. Tóm lại, theo chúng tôi hiện nay đang làm, để mà phân tích được, kết luận được là mật ong thật hay mật ong giả, cần vào khoảng độ từ 14 đến 15 cái chỉ tiêu phân tích. Mà trong phần lớn cái số này thì các cái phòng thí nghiệm trong nước hiện nay chưa áp dụng được. Mật ong là sản phẩm bổ dưỡng có thể sử dụng trong nhiều trường hợp và kết hợp với nhiều loại thực phẩm. Tuy nhiên, khi đã bị pha tạp, mật ong sẽ trở nên độc hại đối với cơ thể con người. Do vậy, việc hiểu để lựa chọn được mật ong nguyên chất là cần thiết để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Rất khó để phân biệt được giữa mật ong nguyên chất và mật ong pha. Vì vậy, đối với mặt hàng này, có lẽ cần có quy định cụ thể về việc ghi rõ thành phần trên bao bì sản phẩm để người tiêu dùng có căn cứ lựa chọn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại!